Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sáng nay tổ chức hội thảo khoa học công trình tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển đảo, vùng trời Tổ quốc 1975-2020. Công trình tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, vùng trời Tổ quốc 1975-2020 đi sâu nghiên cứu làm rõ những thành công, hạn chế, tìm nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, vùng trời Tổ quốc. Qua đây, góp phần giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, truyền thụ kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho cấp ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Bộ đội Biên phòng, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị. Các ý kiến khẳng định công trình được nghiên cứu công phu, đánh giá rõ nét vai trò tham mưu của Bộ đội Biên phòng trong từng giai đoạn lịch sử, giúp cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đường lối, chính sách về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành liên tục và bền bỉ, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong suốt những năm tháng kháng chiến và thời kỳ đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, tiếp tục củng cố thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.